Tiếp tập 26 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Cô sáng linh lực mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, khiến quân chiến thiên chạy ra há hốc mồm hét lên, lục tiên kiếm quyết, là thập bát tổ. Một vị tộc lão phía sau cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù kiếm mang này rất ngang tàng nhưng lại không phải là cao độ của thập bát tổ. Vị tộc lão tóc đen vừa nhìn đã nhận ra là tiêu dao Lão đen mặt nói tiếp, mới có ba tháng. Tiểu tử đó đã học được lục tiên kiếm quyết, rốt cuộc hắn là yêu nghiệt gì nghe vậy quân chiến thiên cùng vị tộc lão bên cạnh cũng không khỏi đen mặt theo cùng lúc này ở bên chỗ đất tổ quân gia thập bát thế tổ hai mắt sáng rực nhe răng ra cười lớn ha 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 tiểu tử ngươi ngay sau đó cột sáng linh lực trên trời cũng tản đi lúc này thập bát thế tổ cũng đã xuất hiện phía sau quân tiêu giao quân tiêu giao cũng không mấy làm ngạc nhiên cậu thản nhiên hỏi lão tổ chiêu thức tiên viên này của ta có đạt tiêu chuẩn không lão không vội trả lời mà lấy tay che mặt cười toán lên năm đó lão phu lĩnh hội được chiêu thức tiên viên đã tốn mất một năm tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi ha 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 nhìn bộ dạng của lão tổ mình quân tiêu dao cũng phải im lặng cảm thán đột nhiên lão quay sang vỗ lưng cậu một cái ỉnh sau đó nghiêm túc nói đi thôi đã đến lúc đi tạo ra thời đại thuộc về ngươi rồi chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại nơi ở của quân tiêu dao lúc này quân tiêu dao tỉnh dậy Cậu đi ra ngoài hướng mặt với ánh nắng chói trang. Vương hai vai cảm giác vô cùng sản khoái, ưng um hừm. Cậu nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà và đi xuống núi lang bạt rồi. Không biết tiểu linh tử có chọn được nơi nào tốt cho ta không? Lúc này quân tư giao mới chợt nhớ đến ông nội của mình. Đúng rồi, phải đi chào tạm biệt ông nội. Vừa nhắc đến thì đột nhiên quân chiến thiên xuất hiện phía sau. Lão thắc mắc hỏi, con tìm ta sao? Quân tư giao quay sang nhìn lão có chút khó hiểu, ông nội sao ông cũng xuất quỷ nhập thần giống tiểu linh tử thế quân chiến thiên liền quát phí lời con gây ra động tĩnh lớn như thế ở đất tổ ta còn có thể không nhìn thấy sao ngay sau đó lão nhẹ giọng hỏi học được lục tiên kiếm quyết rồi quân tiêu giao liền bày ra bộ dạng tự kiêu nói cũng vừa đủ một chiêu đầu nhỉ quân chiến thiên cảm khái đúng là một con quái vật nhỏ nhìn con lớn lên từ nhỏ vậy mà ta lại không phát hiện ra con đang giấu một khối trí tôn cốt quân tiêu giao liền bịa đại ra một chuyện, không giấu gì ông nội. Con cũng mới phát hiện ra, có thể thấy là cháu trai lớn của ông đã trở nên mạnh mẽ hơn khi gặp khó khăn. Quân chiến thiên nghe mà mắc mệt, lão quảnh mặt sang chỗ khác bảo, thôi, không phải ta qua đây để nghe con ba hòa. Tiêu giao, trong người con đang có hai thể chất đỉnh cao, tu luyện cũng đòi hỏi phải nỗ lực gấp đôi. Đặc biệt là hoang cổ thánh thể, từ lúc con sinh ra đã xuất hiện cảnh tượng vạn thánh lại cháu, vẫn ẩn chứa năm loại dị tượng chưa được thức tỉnh năm loại dị tượng này cần con phải tự mình lĩnh hội nói đến đây lão nhếch mép cười nhưng ông nội biết nơi nào có thể giúp cho con lĩnh hội được thánh thể dị tượng thứ hai nghe đến đây quân tiêu dao giật mình kinh ngạc cậu liền bày ra bộ dạng muốn ăn đập nũng nịu nói ông nội nói cho con đi mà quân chiến thiên đen mặt nghĩ cảm giác này quen quen thế nhỉ quân chiến thiên nhìn mà phát gớm lão nhanh chóng đẩy cái bản mặt lờ của cậu ra bảo, được rồi, được rồi, đừng có ở đây mà xến xuống nữa. Sau đó lão bật chế độ nghiêm túc hỏi, con đã từng nghe nói đến bàn vũ thần chiều chưa? Quân tiêu giao lấy làm ngạc nhiên đáp, bàn vũ thần chiều, hình như là một thế lực thần chiều bất diệt đỉnh cao nhỉ. Quân chiến thiên đứng thẳng lưng trầm giọng bảo, đúng vậy, người sáng lập ra bàn vũ thần chiều, chính là bàn vũ đại đế, nhưng điều đó không quan trọng, Quân gia chúng ta cũng đã từng có khí thiên đại đế. Quan trọng là, nghe nói bản vũ đại đế là hoang cổ thánh thể. Có tin đồn rằng, ở sâu bên trong hoàng cung của bản vũ thần triều có bản vũ lăng, có thể có liên quan tới bản vũ đại đế. Quân tiêu giao xoa xoa cầm cắt ngang tiếp lời, nhưng bản vũ thần triều sẽ không dễ dàng để cho những người khác bước vào bí cảnh của họ đâu nhỉ. Quân chiến thiên hừ lạnh gật đầu, đúng là vậy. Đột nhiên ngay giây sau lão ửa ngược cười toán lên mạnh miệng bảo Nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối Chỉ là nói với con đường đi thôi Nếu thực sự không được Thì vì tương lai của con Đột nhập vào trong cũng không phải là không thể Ha 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 Quân tiêu giao khẽ cười im lặng nghĩ Tinh thần độc đoán của quân gia thực sự bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc Ngay đó cậu lên tiếng đáp Chuyện này con nhớ rồi Cậu cười lạnh bảo Con sẽ tìm cơ hội để xem bản vũ lăng Đúng lúc này bảng hệ thống phát ra thông báo, chúc mừng ký chủ. Địa điểm đăng nhập đã được làm mới. Không lâu sau đó, lúc này quân tư giao đang đi xung quanh viện tử của mình. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, hai địa điểm đăng nhập đã được kích hoạt. Nguyên thiên trí tôn bí tàng và bàn vũ lăng. Mình không thể đến đó trong một thời gian ngắn. Dừng lại giữa suy nghĩ đột nhiên cậu phát giác ra gì đó liền hả một tiếng. Nhìn lại thì ra là quân linh lung đang ngồi thần thờ với chuyện gì đó quân tư giao hai mắt phát sáng miệng tươi cười bảo ôi chắc không phải là đang đợi ta đâu nhỉ quân linh lung nhẹ giọng đáp ta là người hầu của ngài nên cung kính chờ đợi ở đây nghe vậy quân tư giao cũng không khỏi dùng mình bảo đừng tỷ như vậy khiến ta dùng hết mình có chuyện gì thì cứ nói luôn đi quân linh lung trầm tư im lặng một hồi lâu sau đó cô quỳ xuống hai tay dâng lên cuộn che đáp quả thực linh lung có chuyện muốn cầu kiến quân tư giao khó chịu bảo không phải ta đã nói là ta không thích mọi người bỗng dưng quỳ xuống sao. Bỏ đi, ta xem xem. Nói rồi cậu nhắc tay lấy cuộn che lên. Sau đó mở ra đọc sơ qua một lượt, cổ quốc chu tước, thuốc trường sinh. Cậu nhếch miệng cười bí hiểm, quả thực ta không thiếu những thứ này. Cho một viên cũng không phải không được. Bỗng lúc này hệ thống lại phát ra thông báo, chúc mừng ký chủ. Địa điểm đăng nhập đã được làm mới. Xin hãy đăng nhập đến Hoàng cung cổ quốc chu tước. hết tập 26